Tiếp theo là Phú Mỹ phải đứng yên trong cái vị trí cái ô này. Sau đó là lần lượt chúng ta sẽ có những bạn hỗ trợ trong câu lạc bộ lên. Con phải làm càng nhiều càng tốt, kỹ thuật đúng. Giới hạn là chỉ được đứng trong ô này thôi. Để có thêm người hỗ trợ thì không biết là chú Trấn Thành có đồng ý để hòa vào dòng người không ạ? Em nghĩ là hai vợ chồng anh lên là ok luôn. Mình là người già nhất thì bây giờ thì có thể là hai người mặc quần giống như Trấn Thành với Gilly chẳng hạn như... Cái da hồi nãy của em tự nhiên đau quá. Ừ thôi, à dạ. Rồi, rất là nhiều người đã sẵn sàng hỗ trợ cho Phú Mỹ. Trong vòng 1 phút hãy thể hiện hết sức mình nha. Và thử thách bắt đầu. Kịp nhìn luôn á. Em để ý, hồi nãy bé là lực á, là nó như vậy. Anh hót đi. Ây da, trời ơi. Em thấy biết cách làm rồi đó, nó đơn giản hơn mình suy nghĩ á. Không chỉ cô Harry, coi là sách làm sao. Ừ, đưa cái này. Ừ. Đó. Hi. Ây da. Đó. Đó, ủa sao ăn dữ vậy? Sau này là anh Thành làm cái gì sai á thì mình sẽ phạt anh ấy như vậy. Lao vô chị cản liền đúng không? Em nói vậy thôi chứ tôi mà làm sai nó lật tung nhà chứ lật tôi gì. Đi, đi về. Nãy giờ hai cô chú mới lật qua lật lại có 2-3 lần mà có vẻ thở hơi mệt đúng không ạ? Dạ thưa quý vị, đừng có thấy cháu nó làm đơn giản tưởng khỏe. Dạ mệt lắm đó. Và em thấy là sau khi mà thử thách kết thúc á, bé là còn bình tĩnh và có hàng người hỗ trợ là hơi thở dốc. Thật sự thở dốc là đúng rồi. Tại vì nghe cái tiếng té của các bé mà ngồi đây cảm giác đau lắm luôn á. Nghe bạch bạch bạch. Nhưng mà ghê nhất là ông sư huynh kìa. Ông sư huynh té mạnh lắm. Sư huynh ra làm lại cái cho anh coi kỹ thuật cái coi. Đúng rồi đó. Mỗi lần người anh nó rớt xuống là thấy cái cú đó nó chất lượng liền á. Nè coi nè. Nếu mà đứng trên sân khấu mọi người thấy là sân khấu rung luôn á. Em thấy mấy anh âm thanh sân khấu cũng hết hồn luôn. Cảm ơn các anh em đồng môn ở câu lạc bộ Judo Tân Bình đã hỗ trợ Phú Mỹ hết mình. Cảm ơn mọi người. Nào bây giờ để kêu công bố cho con cái kết quả mà trong vòng 1 phút vừa rồi á, con đã vật được bao nhiêu người nha. Đó chính là 36 người. À, chú Trấn Thành với cô Harry hỏi là vui không kìa? Dạ có vui. Vui thì phải có thưởng đúng không anh? Thưởng luôn. Thưởng luôn. À. Nãy giờ hả, thật ra là cái thử thách đó chú Thành đưa ra cho con làm mà con làm hoàn thành hết mà một cách rất là vui vẻ và hạnh phúc, cho nên cô chú phải tặng cho con cái này đây. Dạ, cảm ơn cô. Đó có phải là cái món quà mà con thích không? Dạ có. Nhưng mà cho cô hỏi nè, bây giờ cô chú tặng cho con cái này giống như là một cái giải thưởng đi. Thì ngoài giải thưởng này là con có nhận huy chương gì đó nữa không nhỉ? Dạ có, giải nhất cấp quận, nhất thành phố với huy chương đồng quốc gia. Như vậy vì tất cả những cái phần thể hiện của con vừa rồi thì không biết là ban giám khảo của chúng ta có nhận xét là Phú Mỹ có thành công vượt qua thử thách không ạ? Xin mời cô Bảo Thi. Cô cảm thấy ở con có một cái đức tính mà cô rất là phục, đó là con không ngại khó. Mỗi lần mọi người hỏi con có sẵn sàng không, con sẽ không nói là làm được hay không, mà con nói con sẽ thử. Và cô hy vọng rằng cái đức tính này sẽ giúp con trong cái thời gian sắp tới á,
mọi cái định hướng trong cuộc sống của con và mọi cái con mong muốn, con sẽ đều đạt được cái thành công bởi vì có công mài sắt, có ngày nên kim. Dạ, cảm ơn cô Bảo Thi. Cảm ơn cô Bảo Thi à. Con không có sợ chiến đấu và không có sợ thử thách dành cho con. Và nhiều cái đó làm cho con càng ngày càng tiến bộ hơn. Nên cô cảm thấy rất là ấn tượng về tiết mục của con. Chúc mừng con nhé. Dạ, cảm ơn cô Hoài. Và xin mời chú Tiến Thành ạ. Cách con bước ra và cách con biểu diễn là hai thứ tỷ lệ nghịch nhau. Người ta có thể hoài nghi về ngoại hình của con, nhưng người ta sẽ không còn câu hỏi khi thấy con biểu diễn võ thuật. Con thể hiện tinh thần chiến đấu đỉnh cao, luôn lạc quan tích cực. Dạ. Rồi, rất là dễ thương, luôn là tươi cười sau tất cả những cái màn là vật té, hay là dù có thất bại hay là dù thành công, thì nãy giờ bé vẫn giữ một cái năng lượng rất là tốt. Còn con có thể chia sẻ thêm về ước mơ trong tương lai của con không? Con muốn trở thành một nhân vật như thế nào? Ước mơ của con là trở thành một vận động viên judo quốc gia, lấy huy chương về cho Việt Nam. Wow, wow. Chúc cho con ước mơ tương lai sẽ thành công nha. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Thứ tư hàng tuần, đừng quên đón xem Siêu Tài Năng Nhí mùa 3 trên YouTube Madison Media Group.